Nhân xin chào cô chú anh chị. Hiện tại là Nhân đang ở Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Chỗ Nhân ở là Quy Vợ. Và ở ngay trong cái chỗ mà gần cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 là chia cắt Bắc Nam của mình ngày xưa đó. Ở đây rất là lạnh cô chú anh chị, 19 độ C thôi. Một cái cảm giác nó khác hoàn toàn với Long An, với Sài Gòn. Nói chung là với miền Nam không lạnh, mặc dù lạnh mà nó sướng lắm. Cảm giác nó lạ, nó sướng. Thì cũng vì lý do đó cho nên là năm nay thì về ăn Tết sớm, đâm ra là không có thời gian để mà làm video cũng như là quay chia sẻ về đất đai cho cô chú anh chị mình. Thì bây giờ Nhân hôm nay Nhân làm cái video này xem như là Nhân tổng kết lại một năm của dự án Cát Tường Bửu Sinh nó sẽ trải qua như thế nào, và mình dự đoán xem năm 2022 thì Cát Tường Bửu Sinh mình nó tăng trưởng hay là nó đứng lại, hay là nó sẽ tụt dốc, tức là tụt giá. Cái đó thì mình sẽ phân về cái phần mà tăng giá đó, thì hồi năm trước nữa là Nhân có làm những cái video chia sẻ với cô chú anh chị mình. Thì nếu như mà cô chú anh chị mình đã từng theo dõi video của Nhân thì cô chú anh chị mình sẽ biết được là Nhân nói là qua năm 2021 sẽ là một cái đà phát triển rất là mạnh cho Cát Tường Bửu Sinh. Thì tại vì khi mà Nhân nói không phải là Nhân tự nhiên Nhân nói, mà mình phải xem xét là những cái điều kiện xung quanh mà nó liên quan tới dự án cũng như là liên quan đến những cái vị trí trong dự án, thì nó sẽ có những cái mức độ bứt phá mà cơ bằng vượt bậc luôn, chứ không phải là ví dụ mình phải là trải qua nhiều rồi thì mình mới nói được. Chứ còn ví dụ như là mình nói ngang thì ai nói không được, nhưng mà khi mình nói là phải có một cái gì đó dẫn chứng. Thì về cái phần giá đi, Nhân nói đầu tiên về cái phần giá. Về cái dân cư thì bây giờ khỏi nói luôn chú chị, quá trời rồi. So với những dự án khác là không có dự án nào mà dân cư về đông và nhanh tới mức độ như vậy luôn. Phần giá thì hồi đầu năm 2021, tức là lúc đó là cũng có dịch bệnh nhưng mà rất là ít đúng không chị, đâm ra là bất động sản rất là sôi động, rất là sôi động luôn. Thì với những cái diện tích chẳng hạn như là nó trung bình, nhưng lấy trung bình đi, 418 thì nó rơi vào tầm khoảng 750. Còn những cái vị trí mà 4 × 14, 415, 416 thì nó rơi vào tầm khoảng 700. Thì nói chung là nó tùy vị trí thì cái giá nó sẽ khác nhau rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Cho tới cái thời điểm mà dịch bệnh á, tức là cái thời điểm khoảng tháng 4 năm 2021 là hầu như là bắt đầu bùng dịch, là hầu như
tất cả những cái sự giao dịch là nó chậm lại và hầu như là không còn luôn. Thì cái thời điểm mà bắt đầu dịch là nó rơi vào cái tầm giá 4 x 18 thì nó khoảng ở cái mức là 850 triệu, 850 triệu 4 x 18. Còn những cái vị trí mà chẳng hạn như là 44, 45, 16 nhân đó là tùy vị trí khác nhau thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 700 mấy 800, đúng không ạ? Nhưng tới cái thời điểm mà nó vào cái đợt dịch về trung tâm, tức là thành phố mình bị phong tỏa, thì lúc đó là giao dịch thì nó không còn nữa, giao dịch hầu như nó không còn. Thì mình nói như là đâu đó vẫn còn một số của chú chị, tại vì trong đợt dịch nhân vẫn có bán hàng, thì vẫn bán được một vài nền gì đó, là mua bán là chỉ có là kêu bằng chuyển khoản thôi. Thậm chí là nhân nói là cái khách hàng đó người ta không có xuống coi đất được, mà nhân chỉ quay hoặc là nhân chụp hình nhân gửi qua thôi, rồi đồng ý ok là cọc thôi đó. Mà tới mức độ vậy thì trong cái đợt dịch nhân làm khá là nhiều video, bởi vì nhân một cái lợi thế là nhân ở dưới đó thì các bạn YouTube khác đó, các bạn xuống không có được, tại nhà nào ở nhà đó mà. Thì riêng ở Phú Sinh của mình thì cuộc sống nó cũng khá là bình thường, mặc dù là ăn uống thì nó hơi thiếu thốn một chút xíu thôi, tức là đồ ăn nó không đầy đủ thôi, nhưng mà đi đứng, đi chơi, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thì nó vẫn bình thường, nó không có gì xảy ra hết, tại vì ở dưới khu đó nó không có dịch bệnh. Thì nhân nói là sau khi mà hết dịch này thì chắc chắn một điều là các tàu vũ sinh nó sẽ trở lại, kể cả ở đâu cũng vậy chứ không phải riêng các tàu vũ sinh, thì cái đất nó sẽ lên rất là nhiều. Thì khi mà nhân làm những video như vậy đó thì có những người, những bạn vào bình luận là thôi đi mẹ ơi, dịch bệnh kiếm ăn qua ngày còn không có, ở đó mà lo đất đai. Thì đúng là một cái câu nói đó thiệt, nhân nói đối với những người khác người ta rất là nhục chí, nhưng mà đối với nhân những cái câu nói đó nó bình thường lắm, nghe nó quen rồi. Thì nhân cũng có trả lời là đúng chính xác, có những người là trong lúc dịch bệnh này là chỉ cần kiếm được cái miếng ăn hàng ngày thôi là người ta đã mừng rồi, chứ nói đâu mà ra tiền. Nhưng mình phải suy nghĩ lại, đâu đó vẫn có những người người ta có cuộc sống rất là tốt, và đâu đó vẫn có những người làm những ngành nghề mà những cái ngành nghề đó nó làm nhân đôi lên cái tài sản của người ta gấp 2 thậm chí gấp 3 lần, đúng không ạ? Chứ đâu phải là nói chung dịch bệnh thì dịch bệnh, nhưng mà đúng là có người khó, nhưng mà có người làm ăn rất là tốt. Ví dụ như tạp hóa, thuốc tây, đúng không ạ? Mấy cái đó thì thôi khỏi nói rồi, nó quá đắt rồi. Và nhà nước cho phép họ bán, hoặc là họ bán lén lén thôi. Nhưng mà lúc đó nhân nói bán nó, chẳng hạn như là bán một cái món đồ gì đó thì nó gấp đôi bình thường, gấp ba bình thường. Mặc dù như vậy đó nhưng mà vẫn không có hàng bán nha. Rồi hơn cái chuyện đó mình bỏ qua, những cái gì mà nó không tốt thì mình cứ bỏ qua, đừng nhắc lại, nó buồn lắm. Thì đó là một cái chứng minh là khi mà hết dịch thì bắt đầu Sài Gòn gỡ phong tỏa, Long An gỡ phong tỏa, là bà con đi tới đi lui, rồi hàng quán đồ này kia mở buôn bán lại bình thường, thì nhân thấy cái cuộc sống nó vẫn bình thường của chú chị, nó bình thường luôn. Và tức là trong lúc cái dịch bệnh đó thì trong đầu mình nghĩ là cũng giống như là một cái tâm lý chung á, là thôi cái kiểu này chắc bây giờ về quê, bây giờ nó kẹt quá rồi, kẹt về cũng được chứ mà về được, về quê được á là tôi cũng về, kiểu như tâm lý chung. Nhưng mà nhân thấy rồi, hết dịch bệnh rồi đó thì bây giờ người ta vẫn đi chơi, vẫn đi ăn uống, vẫn cà phê cà pháo quán xá, bây giờ nói nó ngập đầy hết, nó người ta có sợ dịch bệnh nữa đâu, đúng không? Bây giờ đã sống chung với dịch rồi, nó tâm lý là tâm lý chung của mọi người thôi. Nhưng mà cái chuyện gì nó xảy qua rồi thì mình gọi là cuộc sống trở lại bình thường mới, là coi như nó bình thường. Thì những cái ngành nghề khác nó phục hồi lại thì cái kinh tế nó mới phát triển được. Và đâu đó mình làm bất động sản, mình nói bất động sản thôi, thì đâu đó bất động sản nó cũng y như vậy. Tại vì cái dòng tiền mà của những cái người dân, những cái người buôn bán, nó lưu thông, nó luân chuyển, thì
người ta bắt buộc người ta phải tìm một cái gì đó để mà người ta đầu tư vào, chứ bây giờ cái tiền mà bỏ không vậy thì nó đâu có được, đúng không ạ? Bây giờ mình lại gửi ngân hàng nên lãi suất được nhiêu rồi. Nhưng quay lại cái giá, có những cái người, có những anh chị ở trong dự án các thường vụ sinh dự đoán, và trong đó có nhân, bây giờ là quan trọng là mình kiếm được nguồn này, kiếm được nguồn này, tức là kiếm được cái hàng của cái khách hàng người ta gửi thôi là ngon rồi, khỏi cần bán. Tức là anh em với nhau là mình có nguồn thì mình gửi anh em bán là mình cũng ngon đó. Cũng có những người là người ta nói cái tình hình là thấy xong rồi, tiêu rồi, phải hết năm nay, đúng không ạ? Thì nói chung là mỗi người một dự đoán đó. Nhưng mà cái kết quả thì cái thời gian nó trả lời. Giống như hiện tại bây giờ những cái lô 418 hiện tại cho tới thời điểm này, thì nếu như mà mình cầm khoảng 1 tỷ là cô chú anh chị mình không mua được nền đẹp. Cái đó là những khẳng định của chú anh chị mình luôn. Tại nếu như mình bây giờ mình đi xuống dưới mình tham quan, mình tham khảo là mình sẽ biết, chứ không có cần Nhân nói, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì Nhân nắm rồi, cho nên Nhân nói, Nhân chia sẻ luôn cho chú anh chị mình. Còn cái chuyện mà tham khảo thực tế thì mình cứ tham khảo. Bây giờ Nhân nói 418, mà với cái vị trí nào đó mà mình cảm giác mình cảm giác là mình ưng ý là cứ mua đi, chứ còn không mua là không kịp. Nó bây giờ 418 mà bây giờ nó nằm ở những cái lốc mà nó cuối dự án, bây giờ cũng tầm tỷ hết rồi, chứ đâu dưới 1 tỷ đâu. Bây giờ Nhân nói là có dưới 1 tỷ là cứ mua, đúng không ạ? Giá nó vẫn lên đều. Và thậm chí Nhân nói nếu như mà hồi năm rồi, cuối năm 2020 bước sang 2021 là Nhân bán được rất nhiều hàng. Bởi vì cái thời điểm đó là người ta ký gửi cũng khá là nhiều. Nhưng trong năm nay, cuối năm nay cho tới thời điểm này, bây giờ là không gài thì Nhân bán chỉ được có 2-3 lô thôi. Còn năm trước bán đều luôn. Vì một cái đơn giản là Nhân nói là cô chú anh chị khách hàng rất là thương Nhân, rất là thương mến Nhân, cho nên Nhân cũng rất là quý là đặt hàng sẵn luôn. Đặt sẵn luôn. Tức là bây giờ em có khách nào mà chủ nào mà ta gửi tầm cái giá đó thì báo lại cho anh chị cô chú liền. Bây giờ ta nói diện tích thôi chứ nói giá thôi. Nó ví dụ giờ người ta thấy ưng là ok, cái là người ta làm liền. Chứ nhiều thậm chí là bây giờ cái là có là cọc đó, nhưng mà không có hàng cô chú chị, không có hàng. Bởi vì không có người gửi. Tại vì thứ nhất là vào cái thời điểm này á, thì cô chú anh chị mình cũng biết, ai cũng biết á, là sẽ có một số cô chú anh chị là người ta đã gom tiền được rồi, cuối năm nè, thì bây giờ người ta đang rất là cần mua đất, mua nhà, thì bây giờ được cái là người ta mua liền. Tại vì nếu mình mua thời điểm này thì Nhân bảo đảm qua một cái năm mới nó sẽ lời. Nhân nói bây giờ nhẹ nhẹ thôi 10%, đúng không ạ? Nó nhẹ thôi, nhích nhẹ thôi 10%, nó vẫn ngon, gửi ngân hàng rất là nhiều cho chú anh chị. Nhưng mà mình mua miếng đất á, cuốn sổ hồng của mình á, cái tên của mình nó là của mình chắc chắn rồi, còn gửi ngân hàng anh chui. Bây giờ lực ngân hàng có rồi, phá sản cái là cứ 70 triệu thôi, 5 tỷ, 10 tỷ gì cũng vậy. Nhưng mà có nhiều người ta nói là làm gì có chuyện đó. Thì đúng, thật sự Nhân cũng gửi ngân hàng mà, làm gì có chuyện đó của chúng chị. Nhưng mà hên xui, hên xui. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này. Nhưng mà còn mình cầm cái sổ hồng, quyền sở hữu tài sản là nhà đất, tên mình trọng, đó là của mình, chắc chắn 100%, chứ không có ai vô lấy được hết, đúng không ạ? Thì nếu mình tính tổng lại trong năm nay, những cái nền mà chẳng hạn như là Nhân nói 800 đi, 418 đi, 418 đi, thì tại vì 418 thì cái lượng cái số sản phẩm nó cũng khá là ít. Bây giờ Nhân nói từ giờ Nhân nói 418 trước đi, thì đầu năm nó khoảng 7,5, bây giờ nó khoảng 1 tỷ. Mặc dù là đã 6 tháng dịch bệnh rồi, thì tức là mình lời cũng khoảng 200 mấy, có người 300, có người hơn nữa. Tức là trong năm mình lời 50%, mình lời khoảng 50%, tức là mình bỏ ra 700 đi, 700 mà mình lời khoảng
300 thì khoảng 40%, chính xác 40%, nhưng có những vị trí 100%, chẳng hạn như là ở ngoài cổng chính dự án tự vệ sinh, là nhưng phải nói là một cái gì đó nó vượt bậc kinh khủng, bởi vì cái số lượng sản phẩm ngoài đó bây giờ nó hiếm, thứ nhất, và thứ hai bây giờ người ta xây nhà nó muốn hết rồi, và thứ ba là ngoài đó trục chính trục TC1 là làm ăn kinh doanh bất cứ nghề nào cũng được hết, thì đâm ra là cái giá trị nó vượt bậc. Hồi năm rồi 2020 đi, một cái nền ngang 5 dài 22 ngoài cổng chính, nó rơi vào 1.4 tỷ, 1.3 tỷ mấy thôi, 1.3 tỷ mấy, 1.4 tỷ. Thời điểm hiện tại bây giờ là 2.8 tỷ, tức là nó lên gấp đôi. Nhưng quan trọng có hàng bán, đúng không? Mình thấy nó mức độ kinh khủng không? Và những cái vị trí bây giờ nhân đấu những vị trí mà nó có một cái tăng giá gọi là vượt bậc kinh khủng. Và vị trí thứ hai là những cái lô 4x18 mà nó nằm ở lấp B23, tức là nó nằm gần ngay chân cái chợ hiện tại mà bên các từ bộ sinh họ đầu tư cái chợ ngay chân công viên Ba Con Ngựa. 2021 là nó rơi vào tầm khoảng 800, tức đầu năm luôn chú chị, khoảng 800 mấy 900. Bây giờ nếu mình mua là phải bỏ ra khoảng 1.5 tỷ, tức là cũng lời gấp đôi. Nhưng mà nó có lý do là làm ngoài chợ, tức là mình khi mà mình mua bất động sản thôi chú chị, nó phải có những cái điểm nhấn, những cái điểm chờ, những cái điểm gọi là vượt bậc thì đó giống như là làm ngoài chợ, là giá đất lên phần nữa liền, mặc dù số lượng xây nhà vẫn chưa có, chỉ có thêm được 2-3 căn nhà thôi, nhưng mà giá lên gấp đôi. Thì bây giờ mình mới hỏi lại một câu là nếu như vậy, cái giá như vậy đó, nó có bị ảo hay không? Và cái giá đó nó từ đâu ra cô chú anh chị? Thì chủ đầu tư họ bán lại họ lời,
đúng không, thì cò vẫn có tiền. Chứ còn ví dụ như bây giờ nhà nói của chú chị mình đó, nó có nhiều cái nó hay lắm, khi mà của chú chị mình mua để mà mình nói là tiền tôi mua tôi ở, thì nhiều khi là mấy ông cò cũng chả thích, mấy ông cò cũng chỉ thích những người đầu tư mua đi bán lại. Họ có cái thứ nhất, họ có cái thứ hai, họ có cái thứ ba, tức là một lô đất có khi họ bán 2-3 lần, 3-4 lần. Nhưng mà còn dù mà bán cho con chú mình, chị mình ở rồi về mình mua xong mình ở rồi đó, kiểu nó vậy à. Còn thường á, là mình sẽ đặt một cái câu hỏi là cái giá đất á, là nó có ảo hay không. Tại bây giờ nó rất là dễ nhận biết của chú chị. Nếu như mà nó ảo thì mình vô mình nhìn ra biết liền là dân cư có ở hay không. Ví dụ như mà cái khu nào đó mà dân cư có ở thì giá nó bắt buộc nó phải tăng đều. Còn cái khu nào mà dân cư không có mà giá nó vẫn tăng, mà nó tăng đột biến thì nên suy nghĩ lại. Tại nếu như cái đó gọi là mình ăn theo những cái cá mập, những cái cá mập người ta gom đất người ta bán lại thì mình ăn theo. Nhưng mà cô chú chị mình phải để ý, mình phải rút coi kịp. Chứ còn ví dụ như mà mình rút không kịp, mình là người ngậm lại, là mình là người cuối cùng. Trong đầu tư bất động sản hay là bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, có người thắng thì phải có người thua, đúng không ạ? Có người thắng thì bắt buộc phải có người thua. Cho nên cái kiểu nó cũng giống như con dao hai lưỡi, nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Và tiếp theo nữa, nhân quay lại một chút xíu về trong cái phú sinh mình là về môi giới đi, cò rất là nhiều. Và có thể nói một cái câu là người người làm cò, nhà nhà làm cò. Bây giờ cô chú anh chị mình chạy vào là có người ngược theo. Cô chú anh chị mình thắng xe lại một cái két, coi một cái lô đất gì đó, hoặc là đứng kế một cái căn nhà nào đó, là người ta sẽ chạy ra người ta hỏi mình: anh chị mua đất à, tôi có miếng đất này im lắm tôi giới thiệu cho, đúng không ạ? Thì khi mà cô chú anh chị mình vô những cái khu như vậy đó, nhất là phú sinh của mình đó, mình vô đó mình thấy an tâm rồi. Tại sao? Nhiều cò nhiều môi giới thì chắc chắn cái giao dịch nó phải có, mua bán nó phải được, phải nhiều thì cò họ mới tập trung ở đó. Giống như một cái chỗ nào đó, một cái đồng lúa, một cánh đồng lúa lớn, tại sao mà cò nó chỉ tập trung lại một cái ruộng thôi? Tại vì cái ruộng đó nó có lúa, cái kiểu nó như vậy. Còn bây giờ cô chú chị thấy đi rất là nhiều dự án ở Đức Hòa, Long An đó, bước vào một cái là dùng cái từ là nó ảm đạm lắm, không ai chứ, là nó khác liền đó, rất là khác. Đó. Rồi thôi, bây giờ nãy giờ Nhân nói trung bình về cái phần phát triển cũng như là cái phần giá ở các tỉnh phú sinh hiện tại. Bây giờ mình sẽ nói tới cái vấn đề là dự đoán qua năm sau, đầu năm sau 2022. 7 năm trong nghề rồi thì nhận thấy hầu như lúc nào cũng vậy, hầu như là phải hết tháng giêng. Hết tháng giêng thì bắt đầu mới là mon men, người ta bắt đầu đi tìm nhà, tìm đất để người ta đầu tư hoặc là mua để ở gì đó. Nhưng thấy năm nào cũng vậy, và Nhân nghĩ năm nay nó cũng sẽ vậy thôi, năm nay cũng sẽ vậy. Nhưng nếu như cái tình hình dịch bệnh mà nó ok, nó ngon lành hết, thì Nhân bảo đảm là năm nay người ta sẽ đi kiếm đất, kiếm nhà sớm hơn. Tại nếu như mà dịch bệnh được kiểm soát mà cơ bằng chặt chẽ rồi đó, thì lúc này đó là người ta rất là an tâm khi mà đi mua nhà mua đất, không có sợ bị chôn vốn nữa. Và phải đi càng sớm thì mới kiếm được những cái vị trí đẹp, cũng như là với một cái mức giá nó vừa phải. Chứ còn mà lọt qua tháng giêng là thấy cũng mệt rồi đó, cũng đuối rồi đó. Giống như năm rồi Nhân bán cho một cái chú đó, mùng 4 Tết, ông gọi cho Nhân mà ông ngại, sao làm phiền đó. Tức là mùng 1, mùng 2, mùng 3 không gọi, ông đợi tới mùng 4 ông mới gọi. Nó gọi xong rồi mua xây nhà luôn, kiểu như vậy. Thì cái dự đoán của Nhân á, tại vì bây giờ mình nói nè, cô chú anh chị mình biết cái bây giờ là khoảng 2 năm, khoảng 2 năm nha, là hầu như ở Đức Hòa, Long An nó không có dự án nào lớn, và cũng không có dự án nào mở bán trong 2 năm trời. Thì phải nói là một cái nguồn cơn gọi là khác sản phẩm, khác hàng đó chú chị.
là nó không có. Cho đến hiện tại thời điểm này là trong năm 2021 cũng như là cuối năm, thì có khoảng 3 cái dự án lớn mà Nhân biết đang bán hiện tại bây giờ. Thứ nhất là cái dự án Đa Rông Bên. Thứ hai là dự án Quốc Linh. Quốc Linh là nằm ngay chân thị trấn Đức Hòa. Đa Rông Bên cũng vậy luôn, cũng nằm ngay chân Làng Sen, kế bên dự án Làng Sen. Thì hai dự án lớn nhất hiện tại bây giờ mà đang bán hàng. Cái giá mét vuông nó bây giờ của chú anh chị biết không? 17 triệu. Những cái vị trí nó bình thường, còn những cái vị trí đẹp là nó rơi vào tầm khoảng 24 triệu mét vuông. Đất tỉnh á. Mình thấy không, đâu đơn giản đâu. Nhưng mà người ta vẫn bán đều. Bung hàng là hết, bung hàng là hết. Thì mình đặt một câu hỏi. Các tờ bổ sinh của mình hiện tại là nó rơi vào ở cái mức chuẩn là nó khoảng mà hạ tầng nó có rồi, sổ sách nó có rồi, dân có rồi, thậm chí là nhiều dân nữa, thì tới mà cái thằng kia nó tăng gấp đôi thì cái dự án chỗ mình mua nó sẽ tăng bao nhiêu, đúng không ạ? Mình phải đặt câu hỏi, tại vì bây giờ cô chú anh chị mình đầu tư, mình phải đặt câu hỏi liền. Nó chỉ đơn giản thôi. Bây giờ ví dụ cái thằng kia mà nó chưa có gì mà nó hoàn thành hoàn thiện nữa, tăng gấp đôi, thì thằng này đã hoàn thành hoàn thiện rồi, thì khi thằng kia tăng gấp đôi thì thằng này phải tăng, và ít nhất gấp đôi, cho nó ít nhất rồi, khỏi cần gấp 2, gấp 3. Nhưng cái mức độ an toàn nó 100%, mức độ an toàn nó 100% luôn, là nó không có sơ sẩy được một chút nào hết.
nó, tại vì bây giờ khi mà nói nó phải phân tích nữa, thì phân tích nữa thì nó đụng chạm nữa. Thì Nhân nói như vậy thì cô chú anh chị mình, nếu mình đã từng mua đất mua nhà, từng đã là dân đầu tư rồi, mình sẽ hiểu được cái ý của Nhân. Đó là những cái so sánh này. Và cô chú anh chị biết không, khi mà cô chú anh chị mình ở miền Trung, miền Bắc hay là ở miền Tây, mình lên Sài Gòn mình làm việc, mà như nói một cái ví dụ, mình ở để mà mua được con đất á, thì trừ khi là mình giàu sẵn thôi, chứ còn ví dụ mà để mà những cái người bươn trải, những cái người bằng tay trắng vào Sài Gòn lập nghiệp thì mất ít nhất phải 10 năm, đúng không ạ? 5-10 năm thì mới có thể có tiền để mua đất mua nhà. Mình mới suy nghĩ đến chuyện đó. Và khi mà cô chú anh chị mình đã ở quen với một cái khu Sài Gòn, gọi là một cái nơi mà nó phát triển bậc nhất ở nước Việt Nam mình, cơ sở hạ tầng, rồi đồ ăn, đồ uống, quán xá, nói chung là tiện ích dịch vụ nó có đầy đủ hết, thì khi mà cô chú chị mình xuống, bây giờ mình cầm tiền mình mua cho nó thì không thể nào mua nổi rồi. Cho nên bắt buộc là mình phải xuống những cái vùng quen. Mà xuống những cái vùng quen á, cô chú chị biết không, nếu mình ra ngoài ở, tức là mình ra ngoài cái khu dân cư, ra ngoài dự án á, thì đất nó rẻ lắm. Nhưng mà cơ sở hạ tầng nó không có, dân không có, chợ trường học xa, rồi nói chung đủ thứ bất lợi hết. Thì ở một cái vị trí như vậy, so với một cái vị trí mà nó cũng giống như Sài Gòn, nó không khác gì hết, nó chỉ có cánh không bằng thôi, đúng không ạ? Thì mình sẽ ở đâu? Giờ Nhân nói một cái đơn giản thôi, bây giờ mình ra ngoài ở đó, chạy khoảng chừng mấy trăm mét nó mới có căn nhà đó, ở mới sợ ma thôi cũng chết khiếp rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ vô khu dân cư, dân đó có sẵn hết rồi, này kia đầy đủ có sẵn hết rồi, thì cô chú anh chị mình chọn ở cái nào? Như Nhân cũng chọn trong dự án, trong khu dân cư như vậy, ở lúc nào cũng sướng hơn, đúng không? Thì đó là cũng là một cái để mà thu hút cũng như là kéo người dân về. Thì Nhân nói rồi, dân mà về càng đông thì cái giá nhà, giá đất nó phải càng đẩy lên cao, bởi vì đơn giản là làm nó hiếm. Cái gì cũng vậy, nếu mà nó hiếm thì cái giá trị nó sẽ cao, thì nhà đất nó cũng y chang như vậy của chúng chị. Và Nhân nói nè, qua năm 2022 là cái số lượng mà xây nhà nó còn kinh khủng hơn năm 2021, bởi vì rất rất là nhiều nhà đầu tư ở quận 12, ở Gò Vấp, thậm chí là những cái người ta đang sinh sống ở trong các tầng hội sinh, người ta cũng mong man lại gì, người ta mua đất, người ta xây nhà, người ta đầu tư bán lại rất là nhiều. Cho nên là cái mức độ mà nhà và người dân về ở năm 2022 sẽ càng nhiều hơn nữa. Và Nhân nói thêm một lần nữa, Nhân so sánh nhẹ cái phần giá cho cô chú chị mình thôi. Nếu mà qua năm, cô chú chị mình á, Nhân nói một cái câu mà khi mà khét lẹt luôn, qua năm 2022 cô chú chị mình cầm 1 tỷ là đừng hòng kiếm được vị trí đẹp. Không có, Nhân bảo đảm với chú chị mình. À, giống như là hồi năm 2017 đi, là cô chú chị mình thấp nhất là phải cầm khoảng 500, rồi từ từ là phải thấp nhất là cầm khoảng 600, thấp nhất là phải cầm 700 là mới mua được một cái dự án, mua được một cái nền trong dự án các tầng hội sinh, gọi là một cái nền rẻ nhất, nhỏ nhất. Rồi trong năm nay là bây giờ cầm 800, ít nhất phải 800 là mới mua được một cái nền ở trong dự án các tầng hội sinh, là 4 x 12 bây giờ là 800 hết rồi chú chị. Mình tính ra bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu triệu một vuông, 67 triệu, kinh khủng không? Mà thậm chí bây giờ là mình cầm 800 để mua một cái nền 4x12 mà chưa chắc đẹp. Cho nên Nhân nói một lần nữa, Nhân đảm bảo với chú chị mình, qua năm 2022 cầm 1 tỷ là chỉ mua được những cái nền với một cái mong muốn là một cái cảm giác là mình thấy tạm được rồi, chứ còn đẹp không có đâu. Đẹp không có, đẹp là phải cầm ít nhất phải từ 1.3 tỷ, 1.4 tỷ là đẹp, nhưng mà với cái diện tích nó vừa phải thôi, khoảng 4-18. Còn ví dụ mình năm 15, năm 17, năm 18, năm 20 cầm 1.4 tỷ là thôi,
Chua Lè. Thì khi mà cô chú chị mình á nghe một cái câu chuyện của nhân nói, mình để cho thời gian trả lời thôi, chứ còn ở đây là không ai trả lời được đâu. Nhưng mà nhân thêm một lần nữa là khẳng định với chú chị mình là nó sẽ như vậy, cầm 1 tỷ đừng hòng mua được nền đẹp. Cam kết. Tại vì bây giờ như nói của chú chị mình nó về cái phần về giá cả. Giá cả thì nó cũng tùy theo khu và nó tùy theo cái vị trí và theo những cái mà đột biến. Giống như bây giờ cái đất mà không có ai mà đón được, không ai đón được hết. Giống như cái khu Xuyên Á là nó giáp ganh, là cô chú chị mình nó giáp ganh giữa Sài Gòn với Long An mình. Bây giờ cái giá của chú chị mình biết không? 34 triệu, 35 triệu mét vuông. Kinh khủng vậy. Nhưng mà ta vẫn mua, vẫn có giao dịch. Đúng không ạ? Thì khi mình đầu tư, người ta có tiền nhiều thì người ta bỏ ra, người ta đầu tư những cái vùng cao. Thì bây giờ cô chú anh chị mình biết rồi, khi mà một cái dòng nước mà mình đổ mà nó đầy quá thì bắt buộc nó phải tràn. Thì giống như vậy, giống như bây giờ cái khu Xuyên Á bây giờ người ta cầm khoảng 1,5 tỷ của chú vậy. Bây giờ mà cầm khoảng 1,5 tỷ vô Xuyên Á nó giờ không có muốn được, không có nền mua. Thì bắt buộc người ta phải về những cái vùng trũng, tức là những cái vùng thấp hơn, người ta đầu tư. Rồi từ từ nó cũng sẽ lấp đầy, rồi nó thành cái chỗ cao, rồi sau mai mốt người ta cũng đổ dạt về những nơi khác nữa. Rồi thôi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều, nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi cái video của Nhân, cũng mấy chục phút mà Nhân nói và Nhân ngán luôn. Không biết cô chú chị mình nghe có ngán hay không. Ví dụ như cô chú chị nào mà nãy giờ mà đã chịu khó mà theo dõi Nhân cho tới mà cuối video, cho cuối hiện tại bây giờ luôn á, thì
bấm cho Nhân một nút like trong cái video này để cho Nhân biết. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nhân sẽ qua năm, Nhân sẽ làm nhiều những video hơn về chia sẻ về những cách mua nhà, những cách mua đất, cũng như là chọn đất, rồi cách xây nhà rồi này kia, chọn thầu rồi này kia. Nhân sẽ làm nhiều video nữa để chia sẻ với cô chú anh chị mình. Và song song đó thì Nhân cũng không quên sẽ làm những cái video về nhà, về đất để chia sẻ, gửi đến cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình thấy cái sản phẩm nào mà nó phù hợp với tài chính của mình, cũng như là phù hợp với cái vị trí mình yêu thích, thì lúc đó là cứ gọi cho Nhân. Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Nhân xin chào.